Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả bài không hư. Thế thực ra là học hết những cái quan trọng rồi. Hôm nay cái giai đoạn sắp tới thì chúng ta sẽ thư thư học dần nốt một số những cái bộ sao phụ tinh, trợ tinh. Nói chung là nó cũng có ảnh hưởng nhưng mà nó không nó là những cái bổ trợ ấy, chứ nó không phải là quá ảnh hưởng quá nhiều như là cái tổ hợp xương khúc tả hữu khôi việt các thứ. Ok. Nốt nó có khoảng chục bộ nữa là hết rồi. Chủ yếu nó là những cái ví dụ như khốc hư rồi cô quả long phượng các thứ thế thôi. Còn lại cái bộ sao mà sao vòng thì chúng ta cũng cũng sẽ học mà cứ dần dần nốt thế là xong nhỉ. Ok. Khốc hư là nó là một sao một bộ sao đôi mà mọi người thấy là nó hay được ăn theo sao lưu. Nhưng mà nhiều người người ta không hiểu rõ cái thằng khốc hư này nó như thế nào nhá, nhiều người người ta không 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 hiểu rõ lắm. Đồng chí này, bản thân thì cái tính chất tổng quan của nó là sự khó khăn và sự trắc trở. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên lý, nhưng mà nó ảnh hưởng thì thực ra ấy bảo là nó ảnh hưởng lớn đến tổng thể thì đây nó là cũng đúng cơ, cũng đúng, nhưng mà nó ảnh hưởng đến quá trình chứ nó không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả. Thì bạn phải phân biệt hai cái này nhá. Ví dụ như bọn sát tinh thì nó ảnh hưởng đến kết quả, thế còn thằng khốc hư thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến quá trình. Thì quá trình của chúng ta là gian nan hay là quá trình của chúng ta nó là suôn sẻ thì khốc hư nó sẽ ảnh hưởng nhiều, nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến kết quả, nghĩa là thành công hay thất bại, không ảnh hưởng quá lớn đâu nhá. Nó là được liệt vào hàng ngũ của các sao bại tinh, người ta hay nói là bộ lục bại bao gồm có khốc hư, song hao, tang hổ. Thì thằng khốc hư này nó đứng đầu tiên của bộ bại tinh. Thì bại tinh nó là cái gì? Thực ra nó là những sao gây cản trở thì người ta gọi là bại tinh nhá. Những sao gây cản trở là chủ yếu, bởi vì vốn tất cả những tổ hợp bại tinh này thì đều là phản đề cho những cái sao được ta người ta gọi là những cái vấn đề liên quan đến việc những cái sao cát tinh hoặc những sao đứng đầu. Ví dụ như song hao thì nó là phản đề của Lộc Tôn, còn khốc hư vốn nó là phản đề của thằng Thái Tuế nhá. Và cũng bật mí luôn, nếu mà mọi người sau này mọi người sẽ biết là tổ hợp khốc hư là nó luôn luôn nó sẽ đi cùng với cả cái thằng tổ hợp liên quan đến 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 thằng Tuế phá, cho nên nó là phản đề của Thái Tuế. Và tam hổ thì mọi người biết rồi, nó là hai vị trí xấu ở trong cái tam hợp Thái Tuế và tam hợp Tuế phá nhá. Và nó là bởi vì nó là một bộ sao ảnh hưởng cực kỳ lớn và nhiều đến quá trình, cho nên nó không thể thiếu trong vấn đề liên quan đến giải đoạn vận hạn được. À, cách an sao của khốc hư thì nó rất là dễ. Bản chất thì các bạn cứ lấy cái cung ngọ ấy, nó là an an theo năm đã. Thì chúng ta cứ lấy cái cung ngọ là cái cung mà Tý. Sau đó chúng ta đếm thôi. Thằng thiên khốc thì tính ngược được chiều kim đồng hồ, còn thằng thiên hư thì tính thuận chiếu kim đồng hồ, thế là xong nhá. Cứ bắt đầu từ cung ngọ mà tính. Thì ví dụ như là giả sử các bạn sinh năm Sửu, sinh năm Sửu đi, ok chưa, thì chúng ta sẽ lấy là cái cung ngọ chính là cung Tý, thì chúng ta đếm Tý ở đấy lấy gọi đọc đọc là Tý, xong đếm Tý Sửu thì một thằng, cái thằng đi xuôi sẽ là thằng thiên hư, thì thiên hư nó sẽ nằm ở cái cung Mùi, còn thằng thiên khốc thì ngay bên cạnh, bởi vì Tý Sửu đếm 1 2 thì thằng thiên khốc nó sẽ nằm ở cái cung tỵ đó. Đấy, rất là dễ thôi. Những cái thằng dễ nhất là an các cái an sao theo cái sao chi là dễ dễ nhất, cái này dễ lắm nhá. Các cái trường hợp liên quan đến đây, ở đây tôi liệt kê cho mọi người các trường hợp này. Thì ví dụ ở đây là tuổi Tý, thì bởi vì tuổi Tý thì lấy chúng ta lấy cung ngọ làm cung Tý luôn, thì mọi người sẽ thấy là khốc hư nó nằm luôn ở cái cung ngọ này nhá. Nó sẽ có 12 trường hợp của 12 tuổi. Thì đấy, tuổi ngọ thì khốc hư nó sẽ nằm ở Tý đối cung. Và các bạn sẽ nhận thấy ra một trường hợp là vào các tuổi Tý ngọ thì khốc hư luôn luôn đồng cung nhá, khốc hư luôn luôn đồng cung. Và đây thì trường hợp này thì khốc hư nó đắc địa. Trong các cái bộ sao đôi nó có một cái tính lý, đó chính là tính lý đủ về mặt lượng. Cho nên tất cả các bộ sao đôi đều đắc địa khi nó đủ về lượng nhá. Cái vị trí đắc địa là vị trí nó thỏa mãn một trong hai yếu tố. À, tôi xin lỗi, là một trong ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là thỏa mãn về lượng, có là đầy đủ một bộ. Yếu tố thứ hai là thỏa mãn về chất,
Có nghĩa là tại vị trí đó tính lý của nó tương đồng. Và yếu tố thứ ba là thỏa mãn về mặt cung vị. Có nghĩa là tại vị trí đấy nó được cái vị trí đó ấy, thì nó có thể trong tam hợp hoặc là trong xung chiếu nhưng nó có sức ảnh hưởng lớn đến nhau. Thì người ta gọi là thỏa mãn một trong ba cái đấy hoặc cả ba thì nó sẽ được coi là đắc đắc địa. Thì ở hai trường hợp tuổi Tý và tuổi Ngọ thì khắc hư luôn luôn đồng cung tại Tý Ngọ. Với ngược nhau tuổi Tý thì khắc hư đồng cung tại Ngọ, tuổi Ngọ để đồng cung tại Tý. Và ở đây thì nó đắc địa. Trường hợp thứ hai là trường hợp tiếp theo là trường hợp tuổi Dần. Ở đây thì tôi phân tích theo các tuổi Dương trước nhé. Dương là gồm Tý Ngọ Dần Thân Thìn Tuất. Thì đấy. Thì Tý Ngọ thì mọi người biết rồi, tuổi Dần thì trong cái tuổi Dần thì tam hợp của tháng Khốc Hư nó sẽ là tam hợp thân Tý Thìn. Các bạn biết nó là cản trở cho nên tuổi Dần là nó nằm trong tam hợp hỏa. Thì thằng Khốc Hư nó sẽ nằm ở trong tam hợp thủy. Trong khi đó thì Khốc Thiên Khốc ở Thìn và Thiên Hư ở cung Thân, và lúc này thì cả hai thằng này đều lạc hãm. Tuổi Thân cũng vậy nha, tuổi Thân cũng vậy. Thì các bạn biết là tuổi Thân thì nó nằm trong tam hợp thân Tý Thìn, thì Khốc Hư nó lại nằm ở trong tam hợp Dần Ngọ Ngọ Tuất. Và các bạn luôn luôn thấy có một điều là đây, chỉ cần qua bốn ví dụ các bạn sẽ thấy là tuổi Tý đúng không, thì nó nằm ở Ngọ này, tuổi Ngọ này nó nằm ở Tý này, cho nên các bạn sẽ thấy là Khốc Hư gần luôn luôn nó nằm ở trong cái thế tam hợp tuổi mà khắc với tam hợp tuổi của mình. Tam hợp tuổi khắc ấy nhá, ví dụ tuổi các bạn tuổi Thân là trong tam hợp tuổi là tuổi Thủy thân Tý Thìn, thì Khốc Hư nó luôn luôn nằm ở tháng Dần Ngọ Tuất. Hiểu tại sao nó lại là bại tinh chưa? Bởi vì cái cách an sao của nó luôn luôn nằm trong cái tam hợp khác với cả cái tam hợp tuổi, thì đấy nó là sự cản trở đấy nhá. Ví dụ tuổi Thìn thế này đúng không, các bạn biết là tuổi Thìn rồi, thì đấy trong cái tuổi Thìn thì nó nằm ở trong cái tam hợp thân Tý Thìn, thì thằng Khốc Hư nó lại luôn luôn nằm trong tam hợp Dần Ngọ Tuất. Tuổi Tuất cũng thế, tuổi Tuất thì nó nằm trong tam tuổi tuổi của mình nằm trong tam hợp Dần Ngọ Tuất thuộc hỏa, thì Khốc Hư nó sẽ nằm trong tam hợp thân Tý Thìn thuộc thủy. Đấy là các cung dương. Thì trong 6 cung dương thì có 2 tuổi Tý Ngọ là Khốc Hư đắc địa và nó đồng cung. Còn lại các tuổi khác là Dần Thân Thìn Tuất thì Khốc Hư nằm ở thế tam hợp. Vậy chúng ta sẽ xét đến cái trường hợp mà Khốc Hư ở tại các cung âm. Trường hợp thứ nhất là trường hợp tuổi Sửu. Trường hợp tuổi Sửu. Thì trong các cung âm thì nó đặc biệt như sau. Trong trường hợp tuổi Sửu thì Khốc Hư lúc này, Khốc Hư lúc này nó sẽ ở thế giáp bên, nó sẽ ở thế giáp bên nhá, ở thế giáp bên đó. Và Khốc Hư ở thế giáp bên này thì nó cũng lạc hãm. Trường hợp tuổi Mùi cũng thế, trường hợp tuổi Mùi cũng thế, tuổi Mùi cũng 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 như vậy. Trường hợp tuổi Mão thì Khốc Hư đối cung. Và ở đây các bạn biết là cái sức ảnh hưởng của hai cung đối diện nó rất là mạnh. Cho nên trường hợp mà Khốc Hư đối cung ở hai tuổi Mão Dậu thì là hai trường hợp này nó đắc địa. Mão Dậu. Riêng cái tuổi Mão và cái tuổi Dậu nó lại như như thế này. Nhá. Đấy nhá. Và cái tuổi Tỵ thì nó tiếp tục đồng cung tiếp. Được chưa? Ok chưa? Nhá. Và các bạn nhận ra một vấn đề là gì không? Các bạn có nhận ra một vấn đề là gì không? Trong các cái cung âm, trong các cái cung âm, tuổi âm thì thằng Khốc Hư luôn luôn có một cái là như này. Sẽ có một sao nó sẽ nằm ở vị trí xung chiếu với tam hợp tuổi của nó. Xung chiếu chính với tuổi của nó luôn. Tôi xin lỗi, xung chiếu chính với tuổi của nó luôn. Đó, và sẽ có một sao luôn luôn nằm trong cùng tam hợp tuổi. Có nghĩa là ở các cái tuổi âm này nó bị ảnh hưởng nhẹ hơn các cái tuổi dương. Tuổi dương là nó nằm trong cái tam hợp khắc thẳng luôn. Còn cái tuổi âm nó chỉ có một sao duy nhất xung với tuổi, còn sao còn lại thứ hai là nó nằm trong tam hợp tuổi. Chính vì thế, ảnh hưởng của những người tuổi âm trong cái tổ hợp Khốc Hư nó sẽ nhẹ hơn ảnh hưởng của người tuổi dương, cản trở của những cái người tuổi dương ấy trong cái tổ hợp Khốc Hư. Ví dụ các bạn thấy là người tuổi Sửu thì luôn luôn Thiên Hư nó nằm ở cung Mùi là xung chiếu với cung Sửu, nhưng thằng Thiên Khốc nó sẽ nằm trong cái tam hợp tuổi của người ta là tam hợp Tỵ Dậu Sửu. Và tương tự với người tuổi Mùi thì người tuổi Mùi các bạn thấy sẽ thằng Thiên Hư sẽ nằm ở cung Sửu, nó là xung chiếu với cả cái cung tuổi, cái tuổi của mình, nhưng mà Thiên Khốc thì lại nằm luôn luôn trong cái tam hợp hợp tuổi.
Đó. Ví dụ tuổi Mão chẳng hạn. Ok, các bạn sẽ thấy tuổi Mão nhé, sẽ có thằng Thiên Hư luôn luôn xung chiếu. Đúng chưa? Và cái thằng Thiên Khốc thì nằm luôn ở tại tại cung Mão. Nó nằm ở thế đối nghịch luôn. Nhá. Tuổi Dậu cũng như vậy. Thế còn tuổi Tỵ thì sao? Các bạn sẽ thấy tuổi Tỵ. Đây tuổi Tỵ đây. Thì sẽ có thằng Thiên Hư xung chiếu trực tiếp với cả cái tuổi Tỵ này. Nhưng mà cái tam hợp Tỵ Dậu Sửu lại có luôn luôn là thằng Thiên Khốc đứng ở vị thế mà nó bổ trợ cho cái tuổi của mình. Đó, và cái tuổi Hợi nó cũng y hệt như vậy. Thì các bạn đã thấy thấy chưa? Thấy được sự khác biệt của hai tuổi âm dương chưa? Ok chưa? Mọi người đã hình dung ra được cái sự khác biệt của cái tuổi âm dương chưa? Cho nên là mọi người để ý nhá, khốc hư này nó sẽ ảnh hưởng của những người tuổi dương nhiều hơn những người tuổi âm. Sự cản trở nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn. Nhưng tất nhiên nó là bài toán hai mặt. Nếu mà sự cản trở nhiều mà các bạn vẫn thành công thì cái thành công của các bạn nó rất rực rỡ. Còn người tuổi âm này nếu mà cản trở ít hơn mà chúng ta thành công thì cái sự thành công của họ trên cái mặt danh tiếng hoặc là cái các thứ nó sẽ có phần nào đấy kém hơn so với những người tuổi dương. Với thì thực ra nói thật với cả mọi người là khi các cụ đã phân chia âm dương thì những cái gì dương thì nó sẽ thuộc những cái con người, thì những cái đấy nó vẫn mang một cái tính trạng là nó hay hơn với cả những cái gì là âm, đúng không? Đó. À. Ok, và chúng ta kết luận được như sau là trong các tuổi mà nó đồng cung là tuổi Tý Ngọ, trong tam hợp thì nó là tuổi Dần Thân Thìn Tuất, xung chiếu thì nó là hai tuổi Mão Dậu và giáp bên là Sửu Mùi Tỵ Hợi. Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy là các tuổi mà nó có ảnh hưởng lớn nhất là ở đồng cung và xung chiếu thì nó đắc địa chính là bốn tuổi tứ chính Tý Ngọ Mão Dậu. Còn lại các tuổi ở vị trí tam hợp và giáp bên là Dần Thân Thìn Tuất và Sửu Mùi Tỵ Hợi thì ảnh hưởng của nó ít hơn nhưng nó lạc hãm. Còn 4 tuổi Tý Ngọ Mão Dậu thì nó đắc địa và nó có một cái rút ra, bởi vì Thiên Hư luôn luôn xung chiếu với tuổi, chứng tỏ nó sẽ luôn luôn đồng cung với tuế phá. Đây là cách ăn nhanh sau Thiên Hư, nếu mà các bạn ăn vòng thái tuế trước còn ăn khốc hư sau. Còn nếu mà kể cả các bạn có ăn khốc hư trước ăn vòng thái tuế sau thì các bạn cũng có thể ăn luôn được. Và sau này các bạn sẽ nhận ra, mặc dù chúng ta chưa học cái bộ Long Phượng, nhưng mà các bạn sẽ nhận ra một vấn đề là Thiên Khốc sẽ luôn luôn tam hợp với cả thằng giải thần Phượng Phượng Cát. Và đây nó là cái sự sâu chuỗi các cái sao liên quan đến năm, mặc dù nó không cùng là một một dòng, nói vui với cả mọi người một chút là nó không cùng một một vòng sao, nhưng chúng ta đều có sự liên hệ được qua cách ăn sao của nó. Và dần dần sau này mọi người sẽ nhận ra ấy, thực ra vòng thái tuế nó là một vòng, vòng thiên mã nó là một vòng, chúng ta đã học rồi, người ta gọi là cái vòng tướng 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 tinh. Và khốc hư nó cũng vốn nó nằm ở trong một vòng khác, khốc hư vốn nó vẫn nằm ở trong một vòng khác đó nha. Những cái vòng đấy thì bởi vì có quá nhiều sao nó có đi cùng với cả giống tình lý của nhau thì người ta bỏ bớt đi và người ta chỉ lấy một thằng khốc hư thôi nha. Ok, đây là kết luận về vị trí ăn sao. Thiên khốc và thiên hư nó bao gồm hai thứ, đó chính là ngũ hành của nó, thì thiên khốc là thuộc dương kim, còn thiên hư là thuộc âm thủy. Thằng khốc và hư hay là trong tất cả các bộ sao đôi nó đều chia được ra âm dương hết, và khốc thì thuộc dương kim, còn hư thì thuộc âm thủy. Nên mọi người sẽ thấy là thằng khốc thì nó mạnh mẽ hơn, nó ngang tàng hơn, bởi vì tính lý của nó thuộc kim, và thằng hư thì nó vẫn có một cái gì đấy nó nhẹ nhàng hơn, cái ngũ hành của nó thuộc thủy nhá. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa về mặt văn tự. Tất nhiên là khi chúng ta quay học trong video như này thì tôi khuyên là mọi người nên xem lại một vài lần, bởi vì tôi sẽ nói liên tục và tôi không nghỉ nhá. Ok, ý nghĩa văn tự của cái chữ thiên thì chúng ta đã học rất nhiều lần rồi, cái này nó là sự không thể thiếu. Nên tất cả những sao mà người ta đã nói là thiên khốc hay thiên hư, nó là những sao mà ông trời sinh ra, là những thứ mà không bao giờ có thể thiếu được trong một sự vật sự việc hay kể cả con người đâu nhá. Chữ hư đầu tiên của cái chữ hư này, ý nghĩa của nó rất là, nó có những cái mà nó tốt nhưng nó cũng có những cái mà nó xấu. Ví dụ như là ý nghĩa đầu tiên là sự hão huyền, không 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 có thật. Thì các bạn thấy là nếu mà giả sử nó đi vào cung quan đi, cung tài mà nó lạc hãm thì nó không có thật, nó hão huyền. Cái cách kiếm tiền của mình nó rất vất vả, những cái giấc mơ của mình nó vẽ ra nó chỉ là hão huyền thôi, nó chỉ là những cái trống rỗng, những cái thiếu thốn thôi, thế thôi. Nếu mà nó lạc hãm thì nó tất nhiên là lạc hãm, là những cái vị trí nó không thể thể hiện được tính tốt thì nó sẽ mang những cái tính xấu. Như như vậy suy nhược yếu đuối, có thể là vào cung tật ách mà nó lạc hãm, hoặc là vào cung mệnh thì những người đấy không phải thực sự là không phải là một người khỏe. Hay nhưng ví dụ nó đắc địa đi,
mà nó đi cùng với cả những sao ví dụ tốt như thiên lương, thiên đồng, thiên tướng, thì cái tính cách của họ mặc dù có mạnh mẽ nhưng họ lại không tự mãn, họ không kiêu ngạo và họ lại rất nhún nhường. Đấy. Còn nếu mà giả sử nó là hãn thì đi vào thì người ta lại là dẫn đến những cái mẫu người mà người ta hay sợ hãi, họ hay huyễn hoặc ra những thứ để tự họ sợ chứ vốn là nó không có thật à, nghĩa là họ họ hay mơ mộng những cái gì đấy để tự tạo áp lực cho bản bản thân kiểu thế. Nó có rất nhiều những cái ý nghĩa cả tốt cả xấu, ví dụ như không có kết quả, không thực dụng, làm việc nó không có kết quả, không 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 thực 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 dụng. Nhưng ví dụ như là nó đắc địa đi mà nó đi cùng với cái nhiều bộ văn tinh, thì ví dụ giả sử các bạn làm văn đi chẳng hạn thì nó lại rất mang những cái ý nghĩa cực kỳ hay, bởi vì các bạn biết những cái mà nó gọi là về văn học nghệ thuật là những cái nó trừu tượng, thì nếu mà giả sử nó đắc địa thì nó lại rất là tốt đúng không? Những cái văn học nghệ thuật theo cái kiểu là người ta về những cái tác phẩm tranh hoặc là thơ nó là có những cái ý mà nó không thể có một cái lời nào nó diễn tả được, nó giống như kiểu truyện Kiều. Các bạn biết là Nguyễn Du là đại thi hào, cái có rất nhiều nhà văn người ta nói là người ta không đồng tình hoặc người ta không thích cái nhân vật Kiều, nhưng người ta tất cả đều phải công nhận với nhau rằng là cái cách sử dụng ngôn từ mà cái cách truyền đạt cái ý nghĩa qua những cái câu từ của Nguyễn Du nó là đỉnh cao của việc sử dụng tiếng Việt rồi, nó không ai có thể giỏi hơn được cái ông Nguyễn Du đó. Thì đấy, tôi nghĩ là chắc chắn là cuộc đời hoặc là lá số tử vi của ông Nguyễn Du chắc là phải có không hư đắc địa thì nó mới đỉnh cấp như thế được nhá. Hay ví dụ đắc địa là có thể là dự phòng chẳng hạn, dự phòng là những cái người mà người ta lo xa, người ta vùng vốn người ta lo xa và cũng tài mà nó đắc địa, biết đâu lại có một khoản dự phòng hay sao đúng không? Ok, nếu mà một đi đến đâu nó là một khoảng không bầu trời, thế cho nên cái cách mà người ta hay nói nhật nguyệt tịnh minh mà có thiên hư đắc địa, không hư đắc địa ấy, hoặc là có thiên hư đắc địa hoặc là có một cái gì đấy đắc địa tổ hợp thì nó giống như một là một khoảng bầu trời không cho được âm dương chiếu vào. Nhưng mà như thế thì nó nên ở những một số cung nhất định, chứ nó không không nên ở những cái cung mà nó lại là một khoảng không đúng không? Ví dụ nó ở cái cung cung mệnh cũng được, nhật nguyệt tịnh minh chiếu về có xương khúc khắc hư, nó là một cái mà luôn luôn thể hiện một cái vấn đề là trí tuệ của các bạn là có một cái khoảng không, là chúng ta có thể học được rất nhiều. Nó giống như một cái cốc này này các bạn này, đây ví dụ tôi uống trà thì cái chỗ này nó là một cái khoảng khoảng không, thì cái khoảng không này nó hay của cái không là gì, chúng ta có thể đổ thêm vào, vì nếu trí não của chúng ta vẫn còn những khoảng không thì các bạn vẫn có thể tiếp tục học tập được, còn nếu mà trí não của chúng ta không còn một khoảng không nào, nó lấp hết rồi, những cái lo toan nó lấp hết đầu rồi thì làm sao các bạn học tập được, có đúng không nhỉ? Cho nên nếu chúng ta nhìn về hai mặt của một vấn đề, nếu nó lạc hãm thì nó sẽ thể hiện tính xấu, còn nó đắc địa thì nó sẽ thể hiện cái tính tốt đúng không? Các bạn biết nó có rất nhiều chỗ yếu hại. Nếu mà nó ở cung quan mà đắc địa thì chắc chắn là mọi người sẽ làm những cái vị trí người ta gọi là quan trọng trong cơ quan, tất nhiên là cộng thêm các tinh nữa. Nhưng mà nếu mà lạc hãm đi thì biết đâu là nó vào ở cung mệnh, cung phúc, cung tật thì lại bị những cái tật nguyền hoặc là ốm đau ở những cái chỗ nó nguy hiểm, phải chú ý nha. Còn tên riêng của sao đấy chính là sao hư luôn, nhưng mà cái sao hư này, cái tên này nó không phải là sao thiên hư của tử vi đầu số mà nó là một chòm sao hư, nó là một chòm sao hư, thì trong tử vi đầu số người ta lấy cái giả định của cái sao đó về phương hướng đấy, nơi ăn trốn 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 ở. Ok, chữ khốc, chữ khốc, chữ khốc thì nó có nhiều ý nghĩa, nhưng các bạn nhớ là cái chữ khốc nó có hai cái bộ vi ở trên và cái chữ đại ở dưới, nghĩa là to 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 lớn, nhưng mà nó là hình tượng của nó là khóc. Nhưng mà này nhé, tôi đã nói rất nhiều lần trong các cái live stream chia sẻ với cả mọi người rồi, khóc nó cũng có khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau khổ. Cho nên cái việc chữ khốc này nếu nó đắc địa, biết đâu nó là cái những lúc mà các bạn nhận bằng khen, những lúc các bạn nhận kết quả, những lúc các bạn nhận được những cái đồng lương, đồng tiền mà nó xứng đáng với những gì bạn bỏ qua trong một quá trình gian nan vất vả, vì bản chất bọn nó vẫn là gian nan vất vả, thì chúng ta khóc vì chúng ta hạnh phúc. Các bạn thấy là trong rất nhiều những cái video, những cái phim truyện, những cái văn, trong những cái tác phẩm là khi người ta trải qua những cái quá trình gian nan vất vả mà người ta đạt được thành quả, người ta hay xúc động đến mức mà người ta khóc đúng không? Trong lúc mà chúng ta làm đám cưới đấy, hay là trong lúc chúng ta đỗ đại học, lúc chúng ta tốt nghiệp đại học, lúc chúng ta mua cái nhà đầu tiên,
chúng ta mua cái xe đầu tiên trong cuộc đời, đấy là những cái thời điểm mà cái cảm xúc nó lên rất cao. Bởi vì sao? Tất cả những cái người đấy là người ta đã trải qua những cái quá trình phấn đấu rất là nhiều, và người ta hiểu là cái thành quả đấy người ta xứng đáng. Thì cho nên là cái thiên khốc này nó cũng có thể là hai ý nghĩa. Nếu nó đi gặp sát tinh nhiều, bại tinh nhiều thì nó là khóc vì buồn đau. Cố gắng mãi rồi, vất vả mãi rồi mà không có kết quả, rồi cuối cùng đổ sông đổ bể thì người ta tuyệt vọng, người ta khóc. Nhưng mà nếu mà nó có cái đắc địa thì nó là những cái mà người ta xúc động. Và cái xúc động này đôi khi nó không phải là người ta xúc động mà những người xung quanh người ta cũng xúc động. Bởi vì có rất nhiều người, người ta nhìn thấy người khác thành công, những thần tượng của mình thành công, người ta cũng xúc động đến mức người ta phát khóc. Bởi vì người ta hiểu là cái con người đó xứng đáng được một cái kết quả như vậy. Cho nên là cái thiên khốc hoặc thiên hư mà đắc địa nó cũng rất dễ là cái cục nổi danh. Là người khác, người ta cảm thấy mình xứng đáng với như thế. Hay là cái ý nghĩa than thở của nó cũng vậy. Cái than thở này có thể là than thở than thân trách phận. Nhưng cái than thở này nó cũng là cái than thở mà người khác than thở mình. Như kiểu là tại sao ông ấy giỏi thế nhỉ? Ôi rồi suýt xoa rồi bảo, ui nó giỏi quá, nó đẹp trai quá, nó giàu quá. Đấy cũng là than thở. Cho nên đắc địa hay lạc hãm chúng ta phải phân biệt rõ. Nhá, phân biệt cho rõ. Còn tất nhiên có một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó chính là dùng trong tang lễ. Cho nên cái thằng tang môn nó rất sợ đi với cả thằng thiên khốc. Ví dụ như năm nay lưu tang khốc chẳng hạn. Còn tang môn đứng riêng, nếu thiên khốc đứng riêng thì chưa chắc. Nhưng mà tang khốc, nhất là ví dụ như ở cái cung thìn, ví dụ như năm nay là cực kỳ phải để ý. Nhá. Các bạn phải để ý. Mấy chữ khốc tổ hợp đi với tang, tang lưu hoặc là tang có sẵn. Nhá. Ví dụ như năm này năm dần thì các bạn biết rồi, năm dần là tam hợp dần mão tuất thổ hỏa mà nó tuổi dương, thì chứng tỏ thằng khốc hư nó sẽ nằm ở thân tí thìn và nó luôn luôn tam hợp, bởi vì tí thì nó sẽ đồng cung, cho nên là nó sẽ nằm ở hai cung thân và cung thìn đó. Học dễ mà đúng không? Thì đây là ý nghĩa chính của thằng khốc hư nhé, mọi người phải để ý xem nó đắc địa hay nó lạc hãm. Ý nghĩa về trong các sách vở thì người ta ghi như nào? Ví dụ trong Hy Di Khảo Luận thì ông ấy viết là khốc hư vốn là ác diệu, lâm vào thân mệnh là bất thường, lâm vào cung phụ mẫu thì phá đám, bán cả vườn tược cửa nhà. Thế thực ra mọi người phải xem là lâm vào phụ mẫu thì như thế nào. Bản chất khốc hư mà lâm vào phụ mẫu thì có nghĩa là mệnh của chúng ta là nó ở cái thế không được thái tuế, cũng không được tuế phá, và nó chính là cái thế gì, thiên không đó, hoặc là thiếu âm đó, đúng không? Thế cho nên là những cái tổ hợp đấy nó không phải là một tổ hợp đẹp, và khi không tổ hợp đẹp thì rất dễ là xấu, theo cái kiểu là gặp ít cát tinh hoặc ít bại tinh nữa nó cũng xấu sẵn. Thì sao? Xấu rồi thì cha mẹ là phải buồn phiền với con cái, cũng không hư mà. Nhưng mà nó vẫn giúp đỡ, vẫn giúp đỡ, bởi vì cung phụ mẫu luôn luôn mang cái tính tính trạng là có người giúp đỡ. Thì người ta giúp đỡ bằng cách gì? Bán, hoặc là người ta phải bán nhà bán cửa đi để giúp đỡ thế thôi. Nếu ở thân mệnh hãm thì khổ cùng cực, cô độc lại bị hình thương, lục thân đều không được đầy đủ, lúc nào cũng phiền não, mưu sự chẳng thành, tâm sự có dồn nén gấp gáp. Bạn phải để ý, thì thực ra nó thể hiện đến tâm sự dồn nén và gấp gáp, có nghĩa là cái mẫu người khốc hư cũng là mẫu người táo bạo, đúng không? Ở Sửu Mão thân cung thì tốt lành, gặp lộc tồn thì được hiển danh, nhưng mà nó tất nhiên là nó phải 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 đắc đắc địa cơ. Nhị hạn gặp khốc hư đau buồn khóc đứt ruột, cái việc mà đau buồn khóc đứt ruột thì chưa chắc, bởi vì có rất nhiều người mà tôi đã kiểm chứng nhị hạn gặp khốc hư đắc địa cái thành danh luôn, đúng không? Trong tử vi đổ số Tân Biên thì có biết là thiên khốc thuộc kim, thiên hư thuộc thủy, hai hành kim thủy đều có đặc trưng riêng của nó, đúng là chính xác. Khốc thiên khốc kim diễn tả trạng thái ngưng tụ trầm tư tập trung và là âm thanh của tiếng kêu khóc than vãn. Thì thực ra là âm thanh của kêu khóc hay than vãn nó vẫn là những âm thanh của cái lúc mà ví dụ các bạn kêu khóc hay than vãn, các bạn vẫn là có thể là chúng ta đang xem một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái buổi diễn kịch hoặc là như thế nào nó quá hay, mà đến lúc chúng ta phải đồng cảm với nhân vật, hoặc chúng ta phải than vãn đến mức nó quá hay, thì nó vẫn là cái thể hiện cái việc mà nó tốt đẹp thôi, không phải là đến mức mà nó xấu đâu, đúng đúng chưa? Ví dụ các bạn xem một cái vở kịch, nhưng nó là một vở bi kịch đi, bi kịch đi, nhưng mà cái người diễn viên người ta diễn xuất quá quá ư là tuyệt vời, thì chúng ta đồng cảm với họ, chúng ta có đôi khi chúng ta xem chúng ta còn chảy nước mắt, thì đấy nó là khóc. Hay than vãn là chúng ta phải kêu lên rằng họ họ diễn quá tốt, kiểu kiểu thế. Thiên hư thủy của tính thấm xuống nên tình cảm ủy mị, u sầu khép kín nội tâm. Ok, nhớ nhá, nhớ cái này nhá.
đấy là những cái trong những cái sách mà nó là những cái người mà người ta có kiến thức tuyệt cực kỳ tuyệt vời, người ta đã để lại kinh nghiệm cho chúng ta. Và những cái này tôi đã phải trích dẫn đúc rút ra từ rất nhiều nhiều thứ để hướng dẫn mọi người, thì mọi người nên chú ý những cái vấn này. Trong cuốn Tử vi nghiệm lý thì nó viết rất là hay, cái đoạn này của Tử vi nghiệm lý của hệ phái Thiên Lương người ta viết hay phết. Hai sao này thuộc nhóm bại tinh, ok. Đặc trưng của bại tinh là sự cản trở, gieo rắc tâm lý hoang mang lo lắng, sự u buồn nặng tâm tư. Nhớ nhá, nhớ đặc trưng của các bại tinh nhá: khóc hư, tang hổ, song hao là cản trở, gieo rắc tâm lý hoang mang lo lắng u buồn và nặng tâm tư. Chứ người ta không nói gì đến một cái vấn đề liên quan đến việc là nó làm xấu, nó làm cho không thành công hay là thành thành công cả. Thằng này nó là cản trở, cho nên bọn bại tinh nó ảnh hưởng đến quá trình cực kỳ nhiều, nhưng chưa chắc nó đã là không thành công. Các bạn biết là trong cuộc sống có rất nhiều người quá trình của họ rất vất vả nhưng họ vẫn thành công bình thường, chẳng qua là họ vất vả hơn thôi, được chưa? Ok. Khốc hư đắc địa tại tứ chính, ok đúng rồi, Tý Ngọ Mão Dậu, bởi vì Tý Ngọ đồng cung Mão Dậu xung chiếu rồi, đúng như tên sao, khốc là khóc, hư là rỗng. Người có hai sao này thủ mệnh sắc mặt thường u buồn, hốc mắt thâm quầng, nó suy nghĩ nhiều, vẫn ngủ thức khuya. Ok, đây điển hình của một người có khốc hư trong 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 mệnh mệnh bàn đấy. Đây tôi cũng công nhận là có cái này này luôn. Thực ra không phải là u buồn mà là những người khốc hư này đa phần là họ có cái sự mà huyễn hoặc, tại vì tôi hay bị lo quá, hay bị lo quá. Các bạn nhớ là khốc hư ấy, nhất là thằng thiên hư luôn luôn đồng cung với tuế phá, thì đã có thiên hư thì các bạn sẽ có thằng tăng môn, thì đấy nó cũng là ảnh hưởng của thằng tăng tăng môn nữa. Nên tôi đã bảo rồi là cái vấn đề của mọi người là khi chúng ta không gặp được cát tinh ấy thì nó là một phần, nhưng khi chúng ta không gặp được cát tinh thì ngay bên cạnh bọn cát nó sẽ là bọn ác bại tinh, và vốn là bọn nó không tách rời nhau mà bọn nó lại còn còn gì, nó theo một bộ. Nếu các bạn thấy là cứ có hư là gặp tang, cứ có hư là gặp tang, chưa kể là nếu mà cả khốc cả hư thì gặp cả tang luôn, mà đối cung lại còn gặp, không những gặp tang còn gặp cả hổ luôn. Cho nên là nó nhiều nhiều cái lắm. Nếu mà chúng ta bị một cái là không gặp cát, gặp cát một cái là nó tránh được cái bọn bọn xấu ngay, nhưng mà nếu mà không gặp cát là gặp bọn xấu là gặp một tổ hợp chứ không phải một thằng đâu nha. Đó, đây Tý Ngọ khốc hư đắc địa, đây cho mọi người xem. Đương số bằng nghị lực phi thường, thành công được đánh đổi bằng một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Đúng rồi, chính xác. Và này rất hay cho nên tôi phải trích dẫn cho mọi mọi người luôn. Nên vinh quang của họ là xứng đáng và được, và phải, chỗ này là phải nhé, được ca ngợi và tôn vinh. Phú Văn viết rằng khốc hư ở Tý Ngọ là cách tiền bần hậu phú, trước nghèo sau giàu là bởi vì lẽ đó. Ở hai cung này thì khốc hư đồng cung lại hợp với mã trong thế tam chiếu. Đúng rồi, mã là luôn luôn trong tam hợp với tuế phá mà, luôn luôn gặp điếu khách, vì thế tạo thành cách mã khốc khách. Lúc này khốc hư không còn là những lời than vãn kêu ca buồn rầu khóc lóc, mà trở thành một bộ nhạc ngựa trang trí có âm thanh vang lừng của bậc anh hùng. Suy luận theo cách khác đó là tiếng reo vui của người nghèo khó mà đắc đắc dụng, có công danh phú quý tài lộc danh vọng. Người có mệnh cách này chỉ có ở hai tuổi Tý Ngọ đấy, mọi người nhớ chưa? Đấy nhá, tại Mão Dậu khốc hư khuất phục chúng nhân bằng tài hùng biện, nhân phẩm cao thượng. Khi ở hai cung này thì thiên khốc thiên hư chuyển hóa từ ý nghĩa không cắt lợi thành một năng lực hùng biện, văn chương, khả năng viết lách, diễn đạt ngôn từ hơn người. Em một cái hình nhá. Mà ai suy đoán về tuổi của tôi. Ok, tổng kết. Thì cái đoạn này nó rất là hay, nó hay lắm ấy. Thì mọi người là cái đoạn này rất hay luôn. Hay kinh khủng, thật sự hay lắm. Hai cái đoạn này nói về của cuốn Tử vi nghiệm lý cực kỳ hay. Tôi đọc mà tôi cảm thấy là quá là tâm đắc luôn. Và nói chung là cả một, tôi đã nói với mọi người là cả một quyển sách đôi khi chúng ta chỉ lấy được vài dòng thôi mà. Tổng kết sách Tử vi Trung Quốc thì thực ra nó viết về khốc hư ít lắm. Bọn nó chủ yếu bọn nó viết về chính tinh, bọn Trung Quốc nó chỉ tập trung vào chính tinh là nhiều. Nó đi khai thác rất sâu về chính tinh nhưng mà phụ tinh của bọn nó thì bọn nó khai thác ít. Bởi vì thực ra bọn nó không quan tâm quá nhiều đến quá trình đâu. Bọn nó phải nhìn cái cách cục chính tinh để bọn nó biết được cái kết quả nó như nào ấy. Chứ những cái bọn này nó không quan tâm đến quá quá trình lắm. Ok. Đây. Đây là sách của Tàu thì nó viết là khốc hư ngọ miếu hãm, miếu Tý Ngọ hư vì hao, hư vào mệnh không giữ được nghiệp, hư vào tật thì bệnh tật mà nghèo, hư vào phụ mẫu thất lạc khuyết cha mẹ. Nói tóm lại là hư với các theo lý của bọn Tàu thì nó chả lợi lộc gì. Đúng, thực ra nó cũng chả lợi lộc lộc gì cả, kể cả nó đắc địa mà không có cát tinh thì cũng chả ăn thua lắm.
Nói chung là Khóc Hư Tí Ngọ thì nói chung là nó phải có cát cơ, không thì cũng không ăn ăn thua lắm. Có cái câu phú đây không, Tí Ngọ Khóc Hư Tịnh Thủ Nhất Thế Xưng Hùng, nhưng mà nói chung cái cách này đúng là phải gặp ở cung Ngọ, thì một là phải gặp Hóa Khoa, không thì nhất là phải Hóa Quyền, nó mới hợp với cả Khóc Hư. Đây, khi gặp hạn mà xấu thì sát tinh hội tụ mạnh thì nhiều u buồn trở ngại mất ngủ lo âu, xấu hơn thì bệnh với răng miệng hô hấp ho nhiều, trong họ sẽ có tăng chế chuyện buồn. Đố các bạn biết tại sao lại răng miệng? Vì nó có tuế phá, nó có tuế phá là răng, hình tượng nó là răng nhá. Ho nhiều thì chính cái thằng Thiên Khốc nó là ho mà. Với cả các bạn cứ thử khóc nhiều xem các bạn có ho, các bạn cứ thử khóc nhiều xem các bạn có ho, tự khắc là ho ngay, bởi vì khóc thuộc thủy đúng không, thủy nhiều quá thì mộc, à thủy nhiều quá thì kim nó bị suy, kim là cái phổi, cái kim suy là ho ngay, có vấn đề gì đâu. Và thủy nhiều quá nó còn hại tim nữa đúng không, đấy đấy, cho nên là ngoài không 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 những là khóc nhiều quá, nó không những là ho mà nó còn hại tim hại phổi. Cái lúc khóc chúng ta không nghĩ được cái gì cả, mọi người cứ để ý mà xem, cái lúc mà chúng ta xúc động ấy, chúng ta sẽ bị cuốn theo cái cảm cảm tính rất là nhiều mà chúng ta không thể lý tính được, bởi vì lúc đấy tim chính là ảnh hưởng đến não, nó bị có ảnh, nó có vấn đề rồi đó. Đấy. Năm nào sao lưu động, bởi vì thực ra nó ăn theo năm, cho nên là trong cái vận tính toán vận hạn người ta lưu toàn lưu theo năm rồi đó, thay đổi hàng năm, chứng tỏ nỗi lo buồn thì không bao giờ rớt chính xác, mỗi năm có những nỗi lo nghĩ khác nhau, để biết cụ thể thì cần phải xem xét kỹ lưỡng. Niềm vui nỗi buồn thì ai cũng phải trải qua thôi đúng không, có những người thì gặp chuyện không may, có những người thì cần chia sẻ cảm thông. Cho nên là khi vận hạn gặp những cái khóc hư mà nhiều lo lắng quá thì tôi khuyên mọi người có cách giải quyết rất là đơn giản thôi, gạt bỏ những cái tâm tư trong lòng, chia sẻ nhiều với những người 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 thân bạn bè, đôi khi là đi chơi một tí cũng được, không vấn đề gì đúng không, động viên những cái người xung quanh đấy. Ok, đấy là nói về khóc hư, để tổng hợp những cái liên quan đến cái thằng những cái đồng chí khóc hư này. Phú nhưng bệnh không hư táo bạn. Câu phú này cực kỳ chuẩn luôn nhá, bệnh không hư là có táo bạn nhá. Khóc khách kiếp phù mà ngộ cự kình, chung thân đa lệ. Thực ra là chung thân đa lệ là do người này, kiếp phù khóc khách mà cự kình thì là tổ hợp quá xấu rồi. Người ta nói là cự phá kình dương tính tất cương, mà lại gặp khóc hư tính quá cương, mà nữ mệnh mà lại gặp cái này thì càng không hay. Người ta đa lệ bởi vì sao, tính cách của họ cương cường quá, có vấn đề gì họ không chia sẻ, họ cứ 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 lo nghĩ làm một mình, như thế thì cuộc đời nó cũng vất vả, nó vất vả. Khóc hư phùng tăng hỏa với cung, khu cung lưỡng mục bất minh. Cái lưỡng mục bất minh này ý nghĩa đen của nó là mắt có tật, nhưng mà cái nghĩa bóng của nó đó chính là cách hay ghen. Lưỡng mục là hai hai mắt, nhưng mà bất minh là nhìn không rõ, thì những cái nhìn không rõ này nó có hai ý nghĩa đấy, một là mắt của họ có tật, còn cái nghĩa bóng của họ là gì, bởi vì mắt ấy nó chủ về cái vấn đề liên quan đến tiếp nhận tri thức. Thế cho nên là khi nó có vấn đề ấy, là những người ngu dốt, những người mà có cái kiến thức của họ không hay, hoặc là nếu mà nó ở cung phu cung thê thì là người ta nghĩ về người phối ngẫu của mình những cái nó không đúng. Khóc hư Tí Ngọ tiền bần hậu phú, cách này nó nói chung là muốn tiền bần hậu phú thì phải có cát tinh cơ. Hư kình tuế khách gia lâm thế đa phùng tăng sự, cái câu này đa phần nó là liên quan đến vận hạn nhiều hơn. Khóc hư ngộ hãm mạc đà, quý phùng công sứ ai làm cho nên. Đây là hai cái câu nói về vị trí đắc địa và vị trí lạc hãm của hai sao mang tính chất là ngược nhau, khóc hư và các sao quý tinh. Mọi người sẽ thấy là những thằng tả hữu khôi việt rồi các thứ, nó mặc dù người ta không nói là đắc địa ở đâu nhưng mà nó lạc hãm khi nó gặp không vong ấy. Khốc kình hình hổ, tân quý hạn phùng, tường nghiệp mệnh trung hoa lương vị giải. Thì thực ra là cái tổ hợp mà các bạn biết rồi, thiên lương thì nó có thể hoàn toàn giải được những cái tính chất mang tính chất hình, hoặc là bởi vì nó là thọ tinh, thằng thiên lương nó giải nhiều nhất là nó giải được thằng phá quân. Thế cho nên là những cái thằng mà mang tính chất xung động như phá quân, như kình hình hổ khốc, đều gặp những thằng nhẹ nhàng như thằng hòa khoa thiên lương thì đều có thể cứu giải được. Thì các bạn phải chú ý là tuổi tân tuổi quý phải để ý, bởi vì sao, cái tuổi quý thì tham lam nó có hóa kỵ, cái tuổi tân thì cái thằng văn xương nó có hóa kỵ, thì cái tổ hợp đấy nó hóa kỵ nó không không được hay, nhất là
cái người tuổi này mà trong cái tam hợp tuổi Tân với cả tuổi Quý thì phải để ý liên quan đến cái vị trí của triệt. Khư cư tí ngọ vị quan cung lại nhập tiếng thị gần xa, cát tinh thì được. Đây nói như kiểu tiếng vỗ tay ấy, tiếng than thở. Đây là một số câu nữa. Đẹp thay tả hữu một phương, gốc cư quanh mắt thường thường tròn thâm. Đấy chỗ này này, đây này, chỗ này này, chỗ này người ta gọi là cái lệ đường. Những người mà ít ngủ thì hay có cái lệ đường nó thâm. Đây của tôi thâm, dạo gần đây là tôi còn ngủ được bởi vì tôi đang sử dụng một số những cái thực phẩm chức năng, còn ngủ được. Đậu gặp tồn khá tiền tài, gốc cư là khá miệt mài gian 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 chuân. Ok. Phá quân duyên nợ ít toàn, cô quả tang hổ khốc thường tóc ta. Nhớ nhá cái tổ hợp đấy nhá. Kình dương mà gặp thiên hư, hữu sinh vô dưỡng lo âu một đời. Cái đấy nó liên quan đến cung tử tức. Có một câu chuyện khá là buồn, có nghĩa là hôm trước có một chị cách đây có 2 hôm, chị nó gọi điện, nó bất ngờ gọi điện cho tôi bảo là 2 năm trước chị có xem, nhưng mà chị đấy chỉ xem cho cậu con trai mà không xem cho bạn nữ. Thế là trong cái buổi trao đổi đấy hơn 1 tiếng rưỡi thì có lướt qua một cái liên quan đến lá số của bạn nữ, nhưng mà chị ấy lại đẻ. Cái giờ đấy tôi chắc chắn với mọi người nó là giờ giờ Dậu, bởi vì nó là khi chị ấy đẻ xong thì là 7 7 giờ tối tròn của năm 2003. Thì khi tôi tra lại trong cái lịch pháp mà tôi chia sẻ với mọi người thì năm đấy là 7 giờ 3 phút nó mới sang giờ Tuất, còn đâu thì kia nó vẫn là giờ Dậu. Thì 7 giờ mà chị ấy đẻ xong thì chắc chắn là chị ấy, đứa trẻ nó phải ra trước khoảng 10 khoảng 10 phút, thì nó khoảng 7 giờ kém thì nó vẫn là giờ Dậu. Thì lúc đấy tôi chị ấy đưa cho tôi cái lá số mà cái mệnh giờ Tuất, nhưng mà tôi ngờ ngợ cái giờ đấy, tôi có lướt qua lại cái giờ Dậu và tôi có nói tôi cũng thấy là nó không phải là đẹp. Thế cho nên tôi mới có lướt kết hợp với cả cái lá số của cái bạn trai, có nghĩa là đứa em trai của cái cô bé đó. Và cô bé đó thì mới đột tử mất cái đây 2 hôm. Thì một là vận hạn của cô bé đấy xấu, hai là trong cái lá số của đứa em ruột thì cái năm đấy nó đánh về quá nhiều những thứ liên quan đến cung phu thê, à tôi xin lỗi, cung huynh đệ. Và cái thứ ba nữa là chị này chị đã bỏ 3 đứa, sảy 3 đứa rồi, đến bây giờ một có 2 đứa, một trai một gái, vẫn mất 1 đứa, bởi vì cái cung tử tức của họ là ở ngọ có phá quân, kình dương, khốc hư, tang môn và có tang môn. Đúng rồi, quá nhiều sa sa tinh đánh về. Thì hôm nay chia sẻ mọi người tôi mới nhớ ra cái câu chuyện đấy, phải để ý. Không gặp lương, không gặp khoa, không gặp cái gì cả, xấu nhá. Ok rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những bài chia sẻ sau. Tắt cái này đi, cái gì nhỉ? Ở đây là